Ê, mày với ông Chí dạo này sao rồi? Vẫn vậy. Củi mà, sao nở bông được? Ông Chí á, là gỗ chứ không phải củi đâu. Cũng vậy thôi, khô queo, cứng còng, chứ có khác gì đâu. Ừ, khác chứ, gỗ quý hơn củi nhiều đó. Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tao thấy chán à. Sao nữa vậy? Mày có biết 8 tháng 3 vừa rồi ổng tặng tao cái gì không? Tao không dám biết luôn á. Bữa đó hả, tao mặc nguyên bộ áo dài, son phấn, trang điểm xinh đẹp, trên tay còn ôm một đống quà cho học sinh tao tặng. Tao tưởng ở nhà ít nhất chồng mình cũng chuẩn bị cho mình được cây bông. Chứ ông tặng gì? Hay, tao vừa bước vô nhà, ổng cũng vừa chở bé Ti đi học về. Vừa nhìn thấy tao một cái, ổng xìa cho tao bịch bún thịt nướng. Có tức điên không? Như vậy mới đúng là Chí Phèo chứ. Tánh ổng hồi xưa giờ đi học đã vậy rồi mà. Nhìn thấy cái mặt tao quạ một đống vậy nè, ổng cũng cười hè hè, rồi chạy xe ù vô trong nhà. Chồng gì đâu mà không có chút xíu lãng mạn nào hết trơn à. Chả bù với cố nhân của mày ha. Đời người con gái ai không một lần yêu. Tôi đã từng có một mối tình thật đẹp, ngây thơ, đúng chất mộng mơ của tuổi học trò. Ngày ấy chúng tôi là một đôi đẹp nhất trường. Anh học giỏi, hát hay, tinh tế nên luôn được lòng người đối diện. Còn tôi, xinh đẹp, duyên dáng, là hoa khôi của trường. Chúng tôi yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng. Ngày ra trường, hai chúng tôi đã trao cho nhau biết bao nhiêu lời hẹn ước rằng học xong đại học sẽ cưới nhau. Trong hình dung của hai đứa, đó sẽ là một cái đám cưới đậm màu cổ tích. Tôi sẽ là một cô dâu xinh đẹp. Còn anh sẽ là chú rể hạnh phúc, sẽ cùng hát một bài ca về câu chuyện tình đẹp đẽ của chúng mình. Chồng tao với Trung là hai thái cực, hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Tao nhớ ngày xưa mày với Trung là đẹp đôi nhất trường luôn á. Chàng thì hào hoa nghệ sĩ, nàng thì như nàng thơ vậy á. Nhanh ghê, mới đó mà 20 năm rồi. Ngày đó Trung nói với tao là Trung lên Sài Gòn học. Lúc đầu thì còn thư từ qua lại, sau đó thì bặt tin luôn. Thời điểm đó phương tiện liên lạc đâu có hiện đại như bây giờ. Nhưng mà bây giờ đâu đã vào đó cả rồi, tìm làm chi nữa cố nhân ơi. Đôi lúc tao cũng muốn tìm hiểu xem cố nhân giờ ra sao. Rồi thì anh và tôi chia tay trong nhung nhớ. Anh lên Sài Gòn học đại học, còn tôi vì điều kiện kinh tế gia đình nên đành vào trung học sư phạm gần nhà để có thể chăm sóc cho cha mẹ già. Tình yêu được bồi đắp qua những lá thư tay. Sài Gòn với quê tôi dẫu rằng có xa xôi cách trở, vì gặp nhau dẫu có khó khăn, vậy mà tới những lá thư tay của anh cũng dần bật vô âm tín. Cho tới một ngày, tôi được bạn bè cho biết anh đã lập gia đình với người con gái giàu sang, nghe đâu là con gái của một giám đốc doanh nghiệp. Tôi đau khổ nhận ra thứ tình cảm đó chỉ còn tồn tại trong tuổi trẻ, cái thở đầy mộng mơ mà tôi không thể đắm mình lại một lần nữa trong đời. Trong những ngày buồn đau nhất thì chính cái anh chàng cù lần nhất lớp lại luôn ở bên cạnh an ủi động viên tôi, giúp tôi bước qua những chuỗi ngày trống rỗng, phụ tôi chăm sóc cha mẹ già, đã luôn nắm chặt tay tôi cùng tôi gánh bớt những lo âu. Nhờ vậy mà những tháng ngày giông bão đó đã trôi qua trong nhẹ nhàng. Vậy là tôi cũng có một gia đình riêng. Mấy năm sau thì sinh một cô con gái. Bụng phệ phát tướng, nhìn thấy ớn. Em có nhớ thằng Trung Sì Lô không? Nhớ. Mà hôm qua cũng có ổng nữa hả? Thằng Trung á, đâu cùng gỡ tụi anh đâu. Ủa, vậy sao nhắc ổng? Nghe tụi nó nói, nhìn lãng tử dữ lắm. Mồm mép thì ngọt như đường cát, mát như đường phèn, giống như hồi xưa vậy đó. Rồi sao? Alo. Rồi, 9 giờ có mặt liền.
Em ơi, để anh kêu con dậy cho con ăn sáng rồi chở con đi học luôn. Ăn cho đủ no, coi chừng trễ giờ nha. Anh vô kêu con. Trái đất tuy to nhưng mà cũng hẹp. Trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường, lớp chúng tôi đã họp lại. Tôi và người cũ đã gặp nhau. Anh trông dáng vẻ bảnh bao của người thành đạt. Gặp tôi, anh vẫn nói những lời như sót mật vào tai. Ánh mắt hút hồn người đối diện, cử chỉ ân cần nhỏ nhẹ đến nao lòng. Anh nói với tôi rất nhiều về công việc, về những mối quan hệ làm ăn, và nói về cuộc hôn nhân vừa sẵn nước với người vợ giàu có mà không có tình cảm. Dạ. Em còn thích qua này không? Dạ thích. Cảm ơn em. Em lúc nào cũng dễ thương và xinh đẹp hết. Việc khác là màu áo thôi. Sao mà còn trẻ trung như thời đi học được? Là cô giáo nhà em chắc xinh đẹp nhất trường rồi đó. Cuộc sống của anh bây giờ ra sao? Cuộc sống của anh khá ổn. Anh có một công ty du lịch riêng. Chỉ là hơi cô đơn, cần người để bầu bạn tâm sự. Thủy à, phải chi ngày xưa mình đừng mất dấu nhau thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác phải không em? Ngày xưa anh lên Sài Gòn học, em thì vẫn ở quê chờ, chứ có đi đâu đâu mà mất dấu. Anh cũng ân hận về khoảng thời gian đó nhất trong cuộc đời anh. Thủy à, phải chi thời gian đó quay trở lại. Anh không ngờ em lại lấy chí. Chắc là duyên nợ rồi, làm sao mà trốn tránh được. Duyên nợ? Nghe em nói có vẻ như em không hài lòng với chí. Anh đó, đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Em lúc nào cũng hồn nhiên, hài hước và lém lỉnh hết. Mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Tới giờ em phải về rồi. Thủy à, cho anh được phép đưa em về nha. Thôi không cần đâu. Thủy ơi, về cho phép anh được nhắn tin hỏi thăm em mỗi ngày có được không? Thôi em về đây. Thủy. Em mang bó hoa này về đi. Em cảm ơn anh. Sau buổi họp mặt với bạn bè, anh bí mật hẹn gặp tôi. Anh tặng tôi bó hoa anh mà tôi yêu thích nhất, nói những lời mà tôi vừa ý nhất. Anh tặng em nói về sự tiếc nuối chuyện ngày xưa. Anh chu đáo quá. Rồi buông lời tán tỉnh. Em ngồi đi. Từng lời anh nói dạ, như đưa tôi về những ký ức tươi đẹp, nơi tôi còn là cô học trò được sống với những yêu thương chiều chuộng. Để anh gỡ mắt kính ra nhìn em cho rõ. Em đẹp quá. Anh này cứ chọc em hoài. Bộ có chuyện gì hả? Sao tự nhiên gọi em ra gấp vậy? Chuyện là anh nhớ em, muốn gặp em. Nữa, sao cứ giỡn với em hoài vậy? Có chuyện gì em nghe nè. Giờ anh vô thẳng vấn đề. Dạ. Thực ra anh đang kẹt tiền. Anh muốn hỏi mượn em 50 triệu. Tuần sau anh gửi lại cho em được không? Trời đánh tránh bữa ăn, ai mà mắc lịch sự quá vậy? Chắc là phụ huynh á. Để chút nữa em nhắn lại. Nghe tin nhắn anh mới nhớ.
hôm bữa mà chuyện của Trung Silo á, mà mình nói nửa chừng mình ngưng á, nói chùm nhắn tin cho bạn cũ luôn á. Người tình nghĩa quá hen. Trời, nhắn tin mượn tiền chứ tình nghĩa gì? Thiệt hả? Anh đâu thích nói xấu người khác đâu. Với lại hồi đó nó cũng là bạn của em. Ý, coi chừng nó nhắn tin mượn tiền em đó. Làm gì có. Thôi ăn đi. Nếu như em không đủ 50 triệu á, thì cho anh mượn 20 triệu cũng được. Được không em? Sao em? Thiệt ra thì anh cũng biết rồi đó. Đồng lương của em chỉ đủ trang trải thôi. Vậy mà những ký ức đó chưa kịp tan thì chuyện anh ngỏ ý mượn tiền như một cú kéo tôi về với hiện tại. Khi tôi từ chối khéo thì anh ấy chẳng chút ngại ngùng, dựa vào thứ tình cảm tươi đẹp ngày trước để nhờ tôi cầm sổ đỏ của mẹ mình để giúp anh vượt khó. Hôm đó đến tối muộn tôi mới về nhà. Chồng tôi đã dỗ con bé ngủ rồi âm thầm đứng đợi trước cổng nhà. Anh sốt sắng lo pha nước ấm cho tôi tắm, hỏi han công việc ở trường vì sợ tôi mệt. Nhìn sự lo lắng của chồng, khóe mắt tôi bắt đầu cay. Tôi đứng ngay người ra, cảm nhận một cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong mình. Anh nhìn tôi với nụ cười thật hiền, vòng tay ôm tôi, rồi cả hai cùng bước vào nhà. Chồng tôi là vậy đó, mộc mạc chân thành, mang tới cho tôi thứ tình cảm an lành nhất. Vậy mà tôi có lúc vẫn bị quá mắt không nhận ra tấm chân tình ấy. Nhớ lại phút sau lòng với người cũ, tôi thấy tội lỗi, thấy xấu hổ với chồng mình. Nhưng cũng nhờ vào cuộc gặp gỡ đó, tôi đã nhận ra mình từng có một thứ tình cảm đau đớn đến rơi nước mắt. Nhưng giờ đây nó chỉ là quá khứ. Một quá khứ làm cho tôi chỉ biết mỉm cười vì biết mình đã hoàn toàn bước ra khỏi cơn say để tỉnh táo sống trong một hạnh phúc thật, thật như chính tình yêu mà vợ chồng tôi dành cho nhau. Em ơi, thưa mẹ, con mới đi học về. Lại đây, lại đây. Trời ơi, sao mồ hôi mồ kê không vậy? Con ra phía sau rửa mặt rồi vô ăn cơm. Nhớ có cái cặp đi đó. Há cảo nhân tôm thịt, món mà hai mẹ con thích đó. Trời ơi, suốt ngày cứ nghĩ tới ăn món này ăn món nọ. Có thật thì mới giật được đạo. Câu này á, xưa như trái đất. Nhưng mà anh thấy đúng chứ bộ. Anh cất tủ lạnh nha. Con ơi, xong chưa? Vô ăn cơm. Dạ. Ăn cơm con. Ngồi đây, ngồi xuống nè. Dạ. Quá trời món luôn. Con ăn đi. Dạ con. Phải xóa hết tin nhắn mới được. Phải xóa luôn Facebook cho nó chắc. Tình cũ ơi là tình cũ, sao giờ trất quớt vậy trời. Em anh. Anh mới đi làm về, anh mua cam cho em đó. Ăn cái này á, khỏi sợ tăng cân gì hết. Cảm ơn anh nha. Người ta nói có thật mới giật được đạo. Đúng ý vợ yêu chưa? Đúng ý lắm. Cảm ơn anh, em cầm cho. Vô nhà đi em.